Hello tất cả mọi người, kính chúc tất cả mọi người một cái buổi trưa thật là an lành. Thì trưa nay cũng rảnh lắm, lôi chồng màu bạch ra tắm. Sẵn tiện review có anh trai nào hot không thì em chia sẻ lại cho anh em ha. Thì giới thiệu với lại tất cả mọi người thì bé chào màu bạch này á, là mỏ hồng, chân trắng, móng trắng. Đó, không có bị lem. Thì chim này là đã sổ giọng phải nói là khá là nhiều ha. Để bây giờ em hút gió thử xem nó có hot không. Bé này rất là đẹp ha, cái mắt nhỏ xíu à, không có bị lem nha mọi người nha. Đó thì cái giá cũng rất là yêu thương, giá nó là 19 triệu nha mọi người nha. Anh em nào có nhu cầu bảo tồn về nuôi gột chơi làm cảnh, làm tiểu cảnh gì trong nhà đó thì làm ha, còn không có thì mình nuôi cho nó lớn lên mình đi thi đấu hay là nuôi sinh sản gì đó, thì nói chung là mỗi một người đó họ rất là ok ha. Đó thì mỗi người có một cái sở thích riêng, có nghĩa là anh em có thể về nuôi làm cảnh hay là nuôi sinh sản hay là nói chung là để đi khoe bạn bè, thì cái đó là mỗi người có một cái phong thái riêng ha. Đó rồi sẵn tiện review cái này thì chè lửa ấy, lộn xin lỗi, chà chà màu bạch này á, thì chút xíu nữa em sẽ chèn ở trong cái clip này một cái đoạn clip thì em thanh lý nguyên một cặp chè lửa chống mái. Thì chim chống là đuôi 18.5, chim trống là đuôi 18.5 và đuôi nhật nguyệt nha, còn chim mái thì mái thường thôi, nó có một bông à chứ không có nhiều bông đó, cho nên là cái giá nó cũng yêu thương lắm. Thì nguyên một cái cặp chè lửa chút xíu em bán, em quay cho các anh xem á, thì cái giá của nó là 6 triệu nha mọi người nha, nguyên một cặp luôn, nguyên một cặp luôn là 6 triệu nha mọi người nha, cặp chè lửa, còn bé này là 19 triệu nha. Đây đó, ra giọng hot rất là ok ha, wow, khá là đẹp luôn, là không lem, đuôi xòe rất là to ha. Chim này là chim Việt chứ không phải chim Thái nha mọi người nha, chim Thái thì nó rẻ lắm, chim Thái mà chim trống, mà chim Thái mà chim trống như thế này nè, mà chim đấu vàng cà phê chơi cờ tốt đó, thì nó tầm khoảng chừng 20 mấy tới 30 mấy triệu một bé, giống như là đợt trước em cũng có bán một bé ha, chim hai mùa mà chơi đấu vàng ngon lành luôn đó, khoảng chừng 37 hay là 39 em nhớ hồi em bán hình như là mấy tháng trước rồi đó, thì giá nó 30 mấy triệu, đó là chim Thái ha, còn này là chim Việt, chuẩn chim Việt ha. Đó, thường chim Thái mấy chim này nó đứng chỗ mà đó, chứ nó không có tung tăng giống như chim Việt mình ha. Đó, ra giọng rất là ok ha mọi người ha. Rồi bye bye và chào hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo vào ngày mai. Chúc tất cả mọi người một cái buổi trưa an lành cũng như gặp được nhiều sự may mắn trong cái ngày mới. Ngày hôm qua giờ em mua vé số quá trời luôn. Để ôm bé này chứ không có gì đó. Ngày mua có chục tờ. Rồi, để quên đó. Review móng cho các anh xem ha. Đây, móng rất là ok ha. Không có lỗi gì hết. Đây. Rất chi là ok. Ok con dê. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người cùng xem cái clip cặp chè lửa em đang nuôi ghép sinh sản. Mà bữa nay chán quá. Bữa nay có chào màu cho nên là đổi đổi hướng.